Xin chào các bạn đã quay lại với vlog của Phong Nguyễn. Thì hôm nay Phong sẽ quay cho các bạn xem về thành phố Tam Kỳ về ban đêm sẽ như thế nào các bạn nhé. Giờ mình đang đến đây là đường Hùng Vương của thành phố Tam Kỳ rồi các bạn. Phía sau mình đây là khách sạn Mường Thanh này các bạn này. Khách sạn Mường Thanh này thì nó trải dài trên nhiều tỉnh thành, đa số thì tỉnh nào thì cũng có khách sạn Mường Thanh, và mình đang đến đây là khách sạn Mường Thanh tại Tam Kỳ đây các bạn. Giờ mình sẽ quay cho các bạn xem về thành phố Tam Kỳ vào ban đêm các bạn nhé. Đây là khách sạn Mường Thanh này các bạn. Khách sạn Mường Thanh này nằm tại đường Hùng Vương này các bạn. Khách sạn Mường Thanh vào buổi tối rất là đẹp luôn các bạn, nhiều đèn điện. Bên dưới là có một cái hồ nước này các bạn. Thì khách sạn Mường Thanh này phía trước là nó giáp với đường Hùng Vương, còn phía bên trái của mình là nó giáp với lại đường Nguyễn Đức Cống, còn phía sau của nó thì nó giáp với lại đường N24 các bạn. Còn bên tay phải là nó giáp với lại đường Trần Cao Vân của thành phố Tam Kỳ. Còn mình đang đến đây là đường Hùng Vương này các bạn. Đường Hùng Vương này mình đang đứng chỗ đường Hùng Vương giao nhau với lại đường Nguyễn Đức Cống. Bên kia là ngõ tư của đường Nguyễn Đức Cống này các bạn. Thì vào buổi tối thì tại Tam Kỳ về rất là đẹp các bạn. Nhiều ánh điện sáng lung linh. Bên kia là khách sạn Hùng Vương các bạn. Mình đang đứng đây là ngõ tư giao nhau giữa đường Nguyễn Đức Cống bên tay phải này các bạn và đường Hùng Vương này các bạn. Nếu mà chúng ta đi về phía trước sẽ đi vào huyện Núi Thành của tỉnh Quảng Nam và đi vào tỉnh Quảng Ngãi cùng những tỉnh của miền Nam các bạn. Còn nếu mà chúng ta về phía Bắc thì chúng ta sẽ đi ra thành phố Đà Nẵng các bạn. Đường Hùng Vương này rất rộng, gồm bao gồm mà hai lần đường, có giải phân cách ở giữa này các bạn. Ở đây thì các giải phân cách này nó được trồng rất nhiều là cây cao và cây lụa ô. Bên kia là cây lụa ô. Và trong giải phân cách thì được trồng rất là nhiều cây cỏ rồi cây cỏ rất là đẹp. Phía bên trong giải phân cách là được trồng nhiều cỏ. Ở đây thì những người phụ trách về chăm sóc cỏ này họ thường xuyên cắt tỉa và tưới nước vào ban ngày các bạn, tạo cho thành phố Tam Kỳ một vẻ đẹp. Trong những giải phân cách này còn rất nhiều cây cối. Giờ thì những dòng người đang chạy xe các bạn. Giờ mình sẽ quay cho các bạn xem mình đang đi tại đường Hùng Vương và giao nhau với đường Nguyễn Hoàng. Bên này là đường Hùng Vương này các bạn, còn mình đang đi xuống là đường Đức Cống. Bên này là đường Hùng Vương các bạn. Bên này là bên hông của cái xã Mường Thanh. Phố Tam Kỳ thì cũng như những thành phố khác thì khoảng 5-6 giờ đến khoảng 8 giờ thì rất là đông người, nhưng mà sau 8 giờ thì người lại đi ra đường ít các bạn. Bên đây là đường Nguyễn Hoàng. Mình đến đây là cũng đang là đường Hùng Vương này các bạn. Mình đi chạy ngang qua đây thì thấy ở đây có nhiều bức cảnh được vẽ trên tường rất là đẹp. Giờ mình sẽ qua cho các bạn xem đây này. Các bạn xem này, đây là những bức tranh tại đường Hùng Vương. Bức tranh này là các em thiếu nhi tại trường trung học cơ sở Lê Lợi vẽ trên tường các bạn, rất là đẹp luôn. Giờ mình sẽ qua cho các bạn xem bức tranh tại đây các bạn nha. Đây là những bức tranh được vẽ trên tường các bạn này, của trường trung học cơ sở Lê Lợi. Đây là một bức tranh về ngôi trường, các em đang dọn vệ sinh tưới cây rồi quét sân trường nữa và tưới nước. Bên đây có thêm một bức tranh nữa các bạn. Những bức tranh vẽ ở đây giống như dưới làng bích họa tại Cẩm Thanh đó các bạn. Hôm trước thì mình cũng có làm một video tại làng bích họa Cẩm Thanh, thì hôm nay tại đây cũng có những bức tranh do các em của trường trung học cơ sở Lê Lợi vẽ. Đây là một bức tranh chơi ô ăn quan gắn liền với lại thơ của nhiều bạn. Đây là một bức tranh phong cảnh rất đẹp của các bạn. Bên đây là tái hiện lại làng chài ven biển, những ngư dân đang đánh bắt cá và những cây dừa đang trải mình là biển rất là đẹp các bạn. Tiếp theo là một bức tranh cũng của làng quê luôn các bạn, có cây rơm rồi những cánh đồng lúa, những ngôi nhà tranh rất đẹp. Bên đây cũng là một vùng biển, đây chắc mình đoán là biển Cẩm Thanh đó các bạn. Đây thì rất là nhiều những bức tranh được vẽ trên tường. Mình sẽ quay cho các bạn xem một vài bức tranh ở đây. Và đây cũng là một bức tranh rất đẹp luôn các bạn. Đây là một máy trình. Bức tranh này là gồm nhiều thứ có hai con cá voi đang nhảy múa. Thì bình lên. Đang đi bộ tại đường Hùng Vương nha các bạn. Bên này cũng là một bức tranh rất đẹp. Ít người đi rồi các bạn, hay là không có xe đông đúc như khi chiều tối. Mình đang đến đây là tại cầu vượt của thành phố Tam Kỳ. Cầu vượt này thì nó mới được xây dựng cách đây chừng chưa đầy một năm các bạn. Đây là cầu vượt chạy xuống ngõ đường Hùng Vương này các bạn. Nếu mà chúng ta đi từ huyện Tiên Phước hoặc là Phú Ninh ở trên quê mình chạy xuống thì cầu vượt này mà xuống chạy đến thành phố Tam Kỳ là rất rút ngắn được rất nhiều thời gian, tầm nhanh hơn khoảng 3 km luôn các bạn. Bên đây thì chúng ta có thể quay được thành phố Tam Kỳ rất là tiện luôn các bạn. Bên dưới đây là đường Nguyễn Hoàng của thành phố Tam Kỳ các bạn. Dưới là đường Nguyễn Hoàng, quốc lộ của Quảng Nam các bạn. Đây là chúng ta sẽ đi lên Tiên Phước, huyện Tiên Phước và huyện Phú Ninh, và đi lên ngõ Đà Mai các bạn. Này là đi về Tiên Phước quê mình. Đường bên dưới kia là chúng ta sẽ dốc lại đường Hùng Vương các bạn. Cầu vượt này cũng rất là rộng luôn các bạn. Hai bên thành cầu có lối đi bộ rất rộng luôn các bạn. Ở đây thì buổi tối thì những người ở đây hay lên cầu hóng mát và tập thể dục luôn các bạn. bên xa xa kia là khách sạn Mường Thanh đó các bạn. Hồi nãy khi nãy mình bằng ở đó sau là mình chạy đến cái cây này qua bên Quảng Nam. Phía bên dưới là những ánh điện của thành phố rất là đẹp. Mình sẽ qua bên này qua cho các bạn xem. Là khách sạn Mường Thanh. Từ đây thì mình hướng đường Tam Kỳ vào buổi tối rất là đẹp luôn. Thì thành phố Tam Kỳ là một thành phố trẻ được chứng nhận đô thị L2 rồi các bạn. Thì bây giờ thì Tam Kỳ đang còn ngày còn phát triển về kinh tế, du lịch và về các mặt người dân đời sống tại đây cũng rất là phát triển rồi các bạn. Đường xá thì mở ra rất là nhiều công ty, xí nghiệp, trường học, bệnh viện đầy đủ tiện nghi đó các bạn. Thì Tam Kỳ bây giờ thì một thành phố là đáng sống. Nếu mà các bạn có dịp thì hãy ghé thăm thành phố Tam Kỳ, một thành phố đã năng động và rất là đẹp. Nó gần thành phố Đà Nẵng, nó cách thành phố Đà Nẵng tầm 70 cây km đó các bạn. Đến đây chắc mình sẽ kết thúc video ở đây. Khi nào có dịp mình sẽ quay tiếp về thành phố Tam Kỳ cho các bạn xem về thành phố Tam Kỳ. Đây là những cảnh quay của Tam Kỳ vào ban đêm mà các bạn. Thì các bạn mà thấy hay thì hãy cho mình một like và được đăng ký để mình có động lực làm thêm những video để gửi đến các bạn nhiều cảnh đẹp cũng như là những nơi du lịch mà khi các bạn đến với Tam Kỳ. Thôi bây giờ thì mình xin chúc cho các bạn sức khỏe và xem video vui vẻ đó các bạn. Mình xin kính chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.